Dạ, Hùng Tỷ Phú mến chào tất cả cô chú, anh chị, quý nhà đầu tư. Cho Hùng xin được gửi lời biết ơn chân thành đến tất cả quý nhà đầu tư ở trong nước Việt Nam cũng như bên nước ngoài đã từng yêu mến, ủng hộ cho Hùng và theo dõi kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng ạ. Thưa cô chú, anh chị và quý nhà đầu tư thân mến, hiện tại ở Khánh Hòa của chúng ta có một cái vùng đặc khu kinh tế rất là nổi tiếng, và trong tương lai nó có thể là một đặc khu mà rất là được nhà đầu tư ở trong nước cũng như ngoài nước chú ý đến và quan tâm đầu tư nơi khu vực này. Thì đó chính là khu vực kinh tế Bắc Vân Phong và Nam Vân Phong Khánh Hòa, được tỉnh nhà nước của Khánh Hòa cũng như là ở Việt Nam mình đang chú ý chú trọng đầu tư, và tất cả những dự án đang trong quá trình khởi công đồng loạt đang tiến hành. Thì trong một buổi hôm nay, Hùng có một cái siêu phẩm siêu to khổng lồ dành cho quý nhà đầu tư cá mập, siêu to siêu khổng lồ đó, quý nhà đầu tư cá mập ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì siêu phẩm này nó có một cái diện tích rất là lớn nên cần một người có đủ năng lực tài chính để mình có thể làm được cái dự án như thế này. Đó, với số quỹ đất như của Hùng hôm giới thiệu đến nhà đầu tư hôm nay á, là có tổng diện tích là 58 hecta nằm ngay tại mặt biển khu kinh tế Bắc Vân Phong và trên bán đảo Bắc Vân Phong Khánh Hòa. Vị trí của nó là ngay tại đầu đường quốc lộ 1A giáp với lại đèo Cổ Mã, chúng ta rẽ về từ hướng Nha Trang đi ra Phú Yên thì ta sẽ rẽ qua bên tay phải và đi lên Bắc, lên bán đảo Bắc Vân Phong. Từ đầu đường quốc lộ 1A đi vào khoảng 10 km là chúng ta sẽ gặp được cái vùng đất 58 hectare này mà Hùng muốn giới thiệu đến quý nhà đầu tư và quý cô chú anh chị trong buổi hôm nay. Đó, thì một vị trí đất mà không nơi nào có được, không nơi nào có được, và một vị trí rất là đẹp cũng như tiềm năng kinh tế trong tương lai rất là lớn. Đó là vì nằm trên gần với lại cái cảng, từ vị trí đất này mà đi xuống cảng Bắc Vân Phong của chúng ta thì đâu đó khoảng mất khoảng là 10 km nữa. Đó, nói 10 km cho nó hơi xa xa tí để cô chú đến xem đất là không có bị ngỡ ngàng. Đó, đây là một khu vực mà với diện tích 58 hecta thì chúng ta làm được rất rất là nhiều việc trên cái khu đất này. Đó, chúng ta có thể làm resort nè, làm khu phân lô nè, đó, làm dự án phân lô và làm nhiều thứ trên này nữa, đó, miễn là chúng ta có ý tưởng. Còn về pháp lý ấy, của 58 hectare này ấy, thì giấy tờ sổ sách cũng như pháp lý rất là đàng hoàng. Hiện tại Hùng đang nắm giữ ở đây thì quý cô chú anh chị nào quan tâm á, thì hãy liên hệ với Hùng theo số điện thoại ở trên màn hình Hùng để trên video này để mình được nghe tư vấn. Đó, và về giá bán á, thì thật sự mà nói với cái diện tích như thế này thì Hùng không thể công bố giá ở trên video này được, nên á, nói chung là tất cả những gì mà cô chú anh chị cần quan tâm đến cái lô đất này á, thì hãy liên hệ với Hùng theo số điện thoại ở trên màn hình video này nha, để được tư vấn một cách rõ ràng, và có khi là bên công ty của Hùng sẽ tư vấn mình kế hoạch đầu tư và xin dự án cho mình nữa. Đó, thì đây là một siêu phẩm như cô chú thấy không? Ở bên cạnh là bên tay trái cũng là biển mà bên tay phải cũng là biển, với đâu đâu cũng là biển hết. Đây là một vùng đảo gọi là bán đảo Bắc Vân Phong Khánh Hòa của chúng ta. Đó, thì Hùng đứng đây để cho cô chú nhìn xa xa ở phía trước rằng là thấy biển như thế không? Đó, nguyên một đồi cát trắng, và tất một lô đất 58 hecta này nó có mà mặt tiền của nó rộng đến khoảng là 1 km lận cô chú, và nó có những cái làn đường đổ bê tông rất là đẹp, và nó đến 2 đến 3 cái mặt tiền, 4 cái mặt tiền đường lận, nên là những lô đất này mình có thể làm được rất là nhiều việc. Đó, thì giá bán cũng như là pháp lý Hùng sẽ quý cô chú và quý anh chị nhà đầu tư quan tâm thì hãy liên hệ với Hùng để Hùng
gửi qua bên Zalo hoặc là cứ gọi điện trực tiếp để trên số theo số điện thoại trên màn hình để Hùng được tư vấn cho cô chú anh chị ạ. Đó, và bây giờ Hùng sẽ xin phép được chỉ ranh giới của cái lô đất này cho quý cô chú anh chị. Đó thì lô đất này nó sẽ bắt đầu từ cái con đường phía trước chúng ta đây. Đây chính là một con đường phía trước. Đó, đây là con đường nhựa rộng khoảng là 20 m. Thì từ điểm A là từ phía bên tay phải của mình. Đó, đây là phía bên tay phải đây. Để Hùng lùi lùi ra một xíu để mình nhìn thấy tổng quát hơn. Đó, bên tay phải chúng ta là một làn đường. Đó, rồi qua bên tay trái chúng ta là điểm kết thúc của khu dân cư này. Đó, rồi đó, cứ ven theo bờ biển này, đây là một mặt tiền bờ biển nè. Đó, và qua bên đây là một mặt tiền đường. Thì bây giờ từ vị trí này Hùng sẽ bay hết nguyên một đi quét hết một khu vực này để cho một cô chú anh chị và quý nhà đầu tư cá mập siêu to khổng lồ chúng ta ngắm được cái khu đất này. Đó, từ đây Hùng sẽ bay cao lên một tí để mình nhìn ra. Đó, bay hết qua cái khu đất này ra tới con đường ngay tại đây luôn. Đó, hiện tại ngay trên cái bán đảo Bắc Vân Phong này á là nhà nước đang triển khai một cái dự án làm đường 40 m chia làm 3 làn đường rất là rộng và đang triển khai mới có khoảng là 40% của giai đoạn thôi, của con đường thôi. Đó thì sắp tới trong tương lai khi mà đã hoàn thiện hết con đường này thì lúc đó là vùng kinh tế Bắc Vân Phong sẽ nổi lên và về du lịch cũng như là về kinh tế, về logistics rất là lớn. Nên là quý anh chị, quý cô chú hãy đăng ký kênh của Hùng để theo dõi video mới nhất của Hùng. Hùng sẽ cập nhật về khu kinh tế Bắc Vân Phong và bán đảo Bắc Vân Phong này thường xuyên trên kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang này cho cô chú anh chị biết được. Đó thì thời gian sắp tới Hùng sẽ dành một số thời gian của Hùng đi ra đến bán đảo Bắc Vân Phong và dùng xe máy của Hùng đi từ Nha Trang đi ra đến đây là khoảng 100 mấy chục cây số. Đó, lúc đi là 150 cây số, về 150 cây số, để Hùng có mang được những video và những hình ảnh tốt nhất về khu kinh tế này cũng như là cập nhật thông tin đường xá cũng như là cơ sở hạ tầng để cho cô chú nắm được. Đó thì từ vị trí đường bên kia đi qua hết tới cái đường bên đây luôn. Đó, Hùng sẽ bay qua hết tới cái đường đó luôn, quét theo một con đường này. Đó, cô chú nhìn theo bên quét hết từ bên đường này đến cái đoạn đây. Để Hùng một lát nữa Hùng sẽ cho quét hết cái đoạn này để cô chú nhìn cho rõ đến cái đoạn đường cuối cùng này nè cô chú anh chị và quý nhà đầu tư ạ. À, đó, đến cái đoạn đường này là điểm kết thúc nè. À, cái đoạn đường mà thấy chiếc xe này nó đang chạy không, nó đang chạy đó, chính là cái đoạn đường này điểm kết thúc bao quát hết. À, đường xá ở đây đã có sẵn rồi, họ 100% rồi đó. Những lô đất này đã có sổ và chúng ta sẽ khi mà quyết định đầu tư thì chúng ta sẽ kiểm tra quy hoạch ra một tí. Đó, bên Hùng sẽ kiểm tra quy hoạch cho cô chú anh chị và quý nhà đầu tư để mình an tâm mình xuống tiền mình đầu tư khu vực này. Đó, nhìn trải dài hết luôn. Để Hùng bay lùi lùi ra một xíu cho cô chú nhìn cho rõ hơn nha. Đó, bao quát hết. Nó ba bốn mặt tiền đường lận như thế này lận. Đó, Hùng chân thành cảm ơn sự yêu mến và theo dõi của tất cả cô chú. Hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ Hùng để cập nhật thông tin tức về khu vực nhà đất bán đảo Bắc Vân Phong và khu kinh tế đặc khu kinh tế Vân Phong của Khánh Hòa. Đó, trong tương lai Bắc Vân Phong và Nam Vân Phong này sẽ là một cái xương sống và một cái mũi nhọn cho tỉnh Khánh Hòa phát triển kinh tế. Đó, Ninh Hòa trong tương lai sắp tới sẽ rất là phát triển cô chú anh chị ạ. Đó, đã bắt đầu từ cái đoạn đường này cô chú, phía trước chúng ta là có cái đoạn đường siêu to như thế này, thì bên trái chúng ta có một con đường đi thẳng xuống dưới đây. Đó, thì đi qua từ trái qua phải thì bao quát hết cái khu này là mình là khu tổng diện tích của nó là 58 hecta. Đó, cảm ơn tất cả anh em mình đã ủng hộ cho Hùng, hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ Hùng nha. Hùng sẽ cập nhật liên tục về Bắc Vân Phong và Nam Vân Phong trong thời gian sắp tới để đón đầu xu thế tiếp theo. Hiện tại giá nhà giá đất khu vực này cũng còn tương đối rẻ lắm cô chú. Và với cái giá đất ở 58 hecta này là một cái giá cũng vô cùng rẻ bèo cho một hecta. Nên là quý nhà đầu tư hãy nhanh chóng liên hệ với Hùng để được cập nhật thông tin và cũng như là pháp lý của lô đất này. Đó.
bao hết một vòng cung là bên bên trước cũng đường, mà bên tay phải cũng đường, bên trái cũng đường, rồi ở trước là view biển, là một cung đường biển như thế này đó, vô cùng lớn như thế này, 58 hecta của chú. À, chân thành cảm ơn sự yêu mến của tất cả nhà mình. Bây giờ Hùng sẽ đi quét một lần nữa để cho mình nắm rõ hơn về cái khu đất này, rồi sau đó chúng ta sẽ kết thúc video này. Đó, rất mong được nhà đầu tư ủng hộ Hùng và chú ý đến cái khu đất này rất là tiềm năng, bởi vì khu vực này là thứ nhất về du lịch cũng như là về kinh tế, về logistics, và trong tương lai những con đường người ta sẽ vận chuyển hàng hóa cũng như là kho bãi từ dưới khu Bắc Vân Phong, từ cảng biển Bắc Vân Phong đi lên đó, bắt đầu từ cái đoạn này nữa nè. Bây giờ Hùng sẽ quét từ đoạn này đi hết cái khu này cho cô chú xem đó. Đó, bây giờ Hùng sẽ bay tiếp theo rồi đó. Ở đây đa phần là xung quanh là biển thôi cô chú, cái chỗ đất này nó cũng là giống như là một cái quần đảo vậy, tại hai bên là biển. Nếu mà cô chú anh chị và quý nhà đầu tư có thời gian, mình cứ lên cái bản đồ Google Maps á, mình coi vùng đảo Bắc Vân Phong như thế này, như là mình sẽ biết được là hai bên nó đều là bao bọc bởi biển, và xung quanh ở giữa nó đa phần là cát và cát không à. Đó, bao quét Hùng sẽ quét một vòng nữa cho cô chú xem. Đó. Đó, đi hết cái khu này luôn cô chú ơi. Ở đây có con đường rồi, có đường có xé rồi, ranh giới rồi, rõ ràng hết rồi. Giờ mà mình làm dự án thì mình chỉ cần ban ra cái khu đất này thôi là mình đã có đất rồi, là có thể làm được rồi. Đường xé thì đó, đường hiện trạng rồi hết rồi đó. Nếu mà mình phân lô thì mình làm thêm cái con đường ở giữa nữa.